Em xin trân trọng kính chào quý khán giả và các cô chú bác thân mến, cũng như các bạn thân mến. Hôm nay em là hết dán mấy cái thuốc dán rồi, nó đỡ nhức đầu với các bạn, nhưng mà cái giọng nó còn hơi hơi bị yếu, thì các bạn thông cảm nha. Hôm mấy ngày đó các bạn, cho uống miếng nước nha. Mấy ngày qua đó, 2 ngày, 3 ngày liên tiếp không có ngủ được. Thì hôm qua thì em có đi bác sĩ, xin xin thuốc ngủ đó các bạn, rồi bác sĩ cho thuốc ngủ, công nhận cái thuốc ngủ nó mạnh dễ sợ, uống có 1 viên thôi tới giờ còn bị say sẩm nè các bạn, uống có 1 viên á mà giờ còn lừ đừ. Sau cái video này chắc em về em ngủ tiếp quá. Nhưng khi mà mình bệnh á mình cần phải ngủ, nhưng mà em hình như là hai cỡ 3 ngày đó là không có ngủ luôn các bạn, cho nên khi mà mình yếu mình ngủ thì nó sẽ tốt cho mình. Ăn thì ăn cháo, không ăn cháo chút 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 rồi các bạn ăn không nổi. Thì hôm qua đi bác sĩ đó các bạn, rồi tới cái chỗ lấy thuốc, thì cái cô nhà sĩ cô dược sĩ đó, cô nói đó, coi chừng bị covid đó nha. Thì covid bây giờ nó biến thể đó các bạn, nó biến thể qua cái gì gọi là BN1 gì đó. BN1 đó các bạn, có thể biến thể mà cái COVID này đó là mình thử không có ra cái âm tính hay dương tính gì hết á, thử không có ra dương tính. Hôm qua thì em cũng có thử cái loại mà thử nhanh 15 phút đó, thì nó không có ra, coi như là không có bị COVID, nhưng mà nếu như bị dướng qua cái con này đó thì thử không ra, thì em nghe nói vậy thôi. Hôm nay thì cái hơi thở thì cái giọng nói thì nó đỡ hơn ngày hôm qua hôm kia thôi, nhưng mà chỉ có cái nó hơi bị say sẩm chút xíu. Cho nên các bạn ai mà có sức khỏe thì hãy giữ sức khỏe nha. 3 ngày rồi em chưa uống cà phê đó các bạn, cà phê ở tiệm đẳng rồi 3 ngày em chưa bước vô nữa, thì hy vọng ngày mai em sẽ khỏe, em sẽ uống cà phê, hy vọng ngày mai khỏe, chứ cần tối nay mà ngủ được thêm một đêm nữa thôi làm lại sẽ lấy sức là được. Cho nên cái gì cũng vậy, cái giấc ngủ của mình rất là quan trọng. Thì em cũng cảm ơn những người đã quan tâm em, khán giả đã gọi em và đã nhắn tin em, kêu em uống mật ong rồi kêu em uống nặng chanh gì đó. Thì cũng có một số người kêu em làm như vậy. Cảm ơn các cô các bác và chị rất là nhiều, thì đã quan tâm tới cái sự việc của em. Thì hôm nay thì em lại mời anh Hoàng Sơn lên để mà hỗ trợ hỗ trợ giúp em để mà về cái clip ngày hôm nay tiếp nha, tại vì em chưa có hồi phục hết để mà phân tích cho các bạn nghe. Thì bây giờ em sẽ mời anh Hoàng Sơn lên sóng tiếp tục nha. À, lớn quá. Anh nghe chưa? Anh nghe. Anh đeo cái máy chưa? Rồi. Đeo rồi. Ok. Rồi anh. Không phải hôm nay nhiều chưa? Nó cũng đỡ rồi anh. Trước tiên anh gửi lời chào trước đi, rồi mình nói chuyện sau, anh gửi lời chào khán giả đi. Dạ. Nói đầu tiên cho Hoàng Sơn gửi lời chào đến Ngọc Lê, chào đến các cô chú anh chị em trong nước và nước đang theo dõi kênh Ngọc Lê và theo dõi câu chuyện Việt Nam. Chúc tất cả mọi người cái bình an và hạnh phúc. Dạ, cảm ơn anh. Thì hôm nay nó cũng đỡ được chút chút, nhưng mà nó còn hơi say sẩm á, tại hôm qua muốn thuốc ngủ á. Thuốc ngủ bây giờ nó chưa có rã, nó còn giữ trong người á, cho nên nó lừa đừ cái đầu cái người. Người cũng như mình mệt thôi chứ không có bị COVID đúng không? Hôm qua em có thử COVID rồi, nó không có bị, nhưng mà em nghe nói nó có con biến thể loại mới nữa đó. Cái con đó mình thử không có ra. Đúng rồi. Cái con mới nữa, con BN1 gì đó. Nhưng mà có chích rồi thì nó đỡ. Dạ thì chích này nó đỡ thôi. Dạ đúng rồi. Không ngờ nó biến thể tùm lum ha. Tới bây giờ nó quăng. Đúng rồi, giờ nguy hiểm. Nguy hiểm lắm anh ơi. Dạ. Mà bên giờ bên Mỹ cái sao chứ bên Việt Nam mình bây giờ nó đỡ lắm anh. Ví dụ mình chích rồi nhưng mà mình đỡ lắm.
mà hình như cái vụ mà chết về COVID bây giờ cũng cũng giảm rồi, không có nhiều nữa. Đúng rồi, bên Việt Nam mình nó giảm dữ lắm, mình ơi, không có luôn. Giờ là ít nghe lắm, mùa đài giờ ít nghe, là không có ngày nhà không có nó lên, không có ca ca mất á, có là không có. Em cũng thường em tài sự thường lắm, nhà thôi vậy à, cũng như là nó không có, không có ca mất, như là giờ không có ít. Chỉ cần em ngủ được nhiều quá thì là nó lấy sức là thôi. Đúng rồi, bây giờ Mà ngủ nó ăn cái sức khỏe, cái sức khỏe nó quan trọng. Ví dụ mình làm một ngày thì thường mình làm ngày 8 tiếng thôi, ví dụ 12 tiếng là dữ rồi, chứ mình làm quá là nó cũng mệt lắm. Đúng đuối chứ. Đúng rồi, ai cũng vậy. Rồi như em biết, những người mà bên Việt Nam mình à, khi người ta làm bọn bên nước ngoài nữa, bọn những mà người ta có công việc bên nước ngoài cũng vậy, cũng làm việc nó cũng như bên Việt Nam mình thôi. Ví dụ mình làm công ty, ví dụ 8 tiếng là mình làm tăng ca thì cũng 12 tiếng là mình làm thêm vậy đó. Thì bên bên đây cũng vậy thôi, giống như mình tăng ca thì người ta Đúng trả trả rồi, thêm cho đúng mình. rồi, đúng rồi. Nhưng mà bên nước ngoài thì ví dụ mình làm cái đồng tiền thì nó hơi cao hơn Việt Nam mình chút vậy thôi, nhưng mà cũng khổ lắm anh ơi. Em Cực biết chứ. chứ, Tại bên đây cực họ lắm. không biết lương, ở bên Việt Nam mình có đóng đi làm lãnh lương, có đóng thuế chứ, bên đây nó đóng thuế hết đó anh. Không, như công nhân thường là ví dụ mình vô công ty mà của là mình vô công ty mà của là ví dụ tư nhân á, thì trả không thuế. Ví dụ mình vô công ty mà của là nhà nước, là của bên nước ngoài nó hợp tác đó, là mình có đóng thuế. Ví dụ nhỏ em mới làm công ty Quân Trang nè, một tháng là nó làm là năm 2018, năm đó là em cưới vợ luôn rồi, nó làm tới giờ này luôn á. Nó là đưa rước, ví dụ là 4 giờ khuya là nó đi xe đưa rước lại ra Bến Tre. Chỗ em ra Bến Tre cũng chừng hơn 200 mét à, là bắt đầu nó đi ra đó là xe đưa rước, 4 giờ nó đưa lên trển là 6 giờ xong, mấy 7 giờ vô làm, 7 giờ 7 rưỡi vậy đó, phải làm tới là 4 rưỡi nghỉ, là bắt đầu là 6 giờ nó về tới đây là 6 giờ, hơn 6 giờ đó. Lực lượng Gò Công lên thành phố Hồ Chí Minh vậy đó, là nó chạy tới cũng tiếng mấy đó. Nó đi là từ 2008 mà tới giờ là 14 năm rồi đó. Chứ bên đây Nó đi làm làm mình làm cho ai cũng phải đóng thuế hết, mình lãnh lương là nó trừ thuế ra cho mình hết. à, cái, đúng là nó ăn nhỏ em này nó cũng có đóng thuế đó, nó làm bên là của đây, nó công ty đó của Đài Loan, nó hợp tác với Việt Nam mình thì có công ty Quân Trang mà chắc anh biết, mà anh chắc anh biết công ty nó lớn dữ lắm. Công Không, ty đó chưa chưa nghe tới là bây giờ Quân Trang á, bọn dữ chen lắm hả? đó. Rồi bắt đầu còn công ty tư nhân mình, ví dụ mình làm tư nhân là không có vụ thế đó anh ơi, không có, nó bình thường Ở anh làm nhiêu năng nhiêu bên đây mình làm cho à. ai mình cũng đóng hết á. Tư nhân mà những cái tiền bảo hiểm còn không có anh, chứ gì nói như thế. Bên Việt Nam á, bởi vì mình cái nó dở là cái vụ đó đó, nó không bằng bên nước ngoài. Nhưng mà bên đó đóng thuế rồi cuối năm mình có xin xin thuế lại được không? Mình lấy lại được không? Không, em không, em nghĩ không có anh ơi. Em thấy là như là nó tức quá cái đó, là nó em thấy là không có gì Chứ mà bên làm Mỹ cũng không mình đóng thuế họ mỗi tháng, rồi cuối năm mình đi khai thuế đó mình lấy về được một phần. là bên Việt Nam em thấy là nó những người làm việc cao cấp cao thì mình không biết thôi, chứ em thấy là công nhân bình thường em thấy không có nói vụ đó anh ơi, không nhắc vụ đó. Là làm cái tháng lãnh lương này, ví dụ là tới ngày lễ ngày gì à, nó thưởng cho mình á, tới ngày Tết nó thưởng gì rồi thôi, chứ không không có gì đó. À, em nghĩ là nó cũng đơn sơ vậy đó, không có gì đó vậy đó. Giống như nhà Mà nó nhà nghĩ cửa đơn rồi mình cũng sơ, đâu đóng đóng thuế gì mỗi mỗi tháng hay mỗi năm gì đâu, phải không? trong 1 năm là cũng như tới nhà đất vậy đó anh, bên đây em đóng những tháng 20.000 vậy gì đó. Thấy đất rẻ vậy hả? À, nhà em thì 6 mấy mét vuông á, cái nhà ở bao gồm đất thì Nó cái tổng cộng ngoài trước ngoài sau cái trăm luôn, lại cái chừng 100 mấy, trăm nói chung là dưới em mỗi cũng mỗi rành. năm cũng cũng có đóng thuế đất mà đóng ít Dạ đúng rồi, đóng thuế đất á là mấy chục ngàn cái gì đó, mấy mấy chục. năm nay thôi chứ mấy năm trước không có, bây giờ nó mới thu mấy năm nay à. Tức là mới bắt đầu theo như theo cái kiểu như cái nước ngoài chứ thu thuế đất chứ gì. Dạ cũng như là mình làm cái cũng như mình có cái sổ đỏ rồi nó mới lấy thuế đất mình. Tức là có giấy hợp pháp và sổ đỏ. Dạ đúng rồi, nó mới lấy Mà làm sổ đỏ mắc vậy này đó. nha, mình nó tùy tùy theo cái giá trị của Không cái sao, nhà. em làm là ba em làm như là đợt đó ba em làm nó không biết mấy trăm ngàn chục mấy gì đó, lâu Vậy cũng rồi rẻ.
À. chứ mấy mấy chỗ khu khác, mấy khu mà đất đai mà mắc tiền đó, làm sổ đỏ mắc Đúng lắm. rồi, dạ đúng, tiền theo đất, cái vụ đất nhiều thì mình làm mắc chút. Có dài sẽ có dài sổ đỏ tới mấy trăm triệu, cả tỷ luôn á, À đúng rồi, đúng rồi, mắc tùy lắm. theo cái mặt bằng đó anh, tùy À. theo cái mét đất, ví dụ quy định một một mét đất thì cả mấy trăm triệu gì làm mắc. Yeah. Bên đây thì mình mua nhà rồi là mình nổi năm mình có đóng thuế cả đời vậy đó, đóng thuế hoài luôn. Nó đóng theo chị theo cái giá Bên trị em mà của cái nhà. thì chỗ cá ông quý sao, chỗ em chỗ khu em ở thì ví dụ cái năm nó lấy tiền thuế đất mấy chục ngàn hay gì, thì chờ nhà em mới lấy mấy chục ngàn, còn mấy chỗ cá để không biết. Thì coi như lấy tượng trưng thôi à. À đúng rồi. Giờ mình trả lời câu chuyện Thiền Am giờ sao rồi anh? Dạ thì cũng trên mạng thì bây giờ cũng đưa lên những về vụ năm cung mới cung đồ, ví dụ Dũng Minh Hồi hồi nãy em có nghe luật sư Lân nói về cái vụ 500 triệu của luật sư Nguyễn Hồng Sơn, cái đó là vụ gì vậy? Có nghe sơ sơ thôi, nó đang có nghe không? em nghe sao, em cũng nghe sao, em thấy em cũng buồn ngủ rồi em vô nghe sao, Em chỉ nghe thì thoáng em thoáng thấy thôi chứ là chưa nghe rõ. thấy có vụ gì đó thì tại bọn nó là nó lên nó bốc phốt ra nên chứ không, Mỹ là không có cái gì mà người ta phạm pháp phạm luật gì đâu, không có ai mà cùng liên mà là mà để cho phạm luật phạm pháp mà lên trên không gian gian mạng này mình nói anh đó, Giờ còn cái tội như vậy anh. có ai đâu bỏ 20.000 để đưa ông Thắng đi tù nữa hả? Làm gì có vụ đó được. Đâu có lần có tụi nó bị đại ra ra đâu, Thì luật sư nãy luật sư em nói không cái vụ nghe đó là không có đó. dạ, em không có nghe luôn mà em nghe anh nói thôi, thì em cũng biết là tụi nó bị đại ra thôi, Nãy có nghe sơ nó sơ bị thôi à, tại em nhức đầu quá, nghe sơ sơ chứ không có nghe em kỹ. nghe, em nghe khúc sau em nghe cũng không không hết, em mới nghe đây à, thì cũng tự theo dõi những nhiều kênh lắm, nó mệt mỏi lắm Thì theo dõi mấy kênh đó. chánh thôi, thì theo dõi hết chi nhức đầu. Không, mấy cái kênh nhỏ nhỏ thì cũng ủng hộ, tại vì anh biết sao, những cái kênh mà cái cô làm YouTube á, bảo vệ đàn em, nhưng mấy kênh nhỏ không ai ủng hộ á, là mình phải theo dõi, vô mình bình luận rồi mình theo dõi ủng hộ, cái cũng tội nghiệp lắm mấy kênh nhỏ mấy cô á, thì cũng không có tiếng, người ta có tiếng nói lâu vậy nhưng mà ta không có phản biện mạnh mẽ đó, thì khi những người ta không biết đến đó là mình ủng hộ rồi vô vui cho có like vậy đó, cái cũng tội nghiệp lắm. Tên em cũng vậy, trời ơi có nhiều khi em đăng cái clip lên có chừng mấy chục người trăm người xem, anh em đăng cái clip của bên là clip nãy em gửi cho anh có cái phút ghi âm đó, đăng cái clip dài đó cũng được có mấy trăm người xem mà Khúc của đúng cái gì của Ngọc Quyền á hả? rồi, sau Cái vụ đó vụ gì vậy? thì của thằng đó tên thằng gì để em mở cái điện thoại này lên em thấy thì tiền gì vũ vũ vậy nè, thì cái clip đó cái đoạn đó thì lâu rồi nhưng mà nó nói chuyện là mới đây, thằng Diệp Vũ đúng rồi, thằng đó tên thằng Diệp Vũ, thì Diệp Vũ là thằng đó người Bắc đó, là lúc trước là Tiểu Tâm á mới kêu Diệp Vũ là đi tìm nhà của là em Ngọc Quyền Như hồi xưa cũng mướn cũng ngàn có đô người đã đi ra ra ngoài đó tìm một lần rồi mà. Mấy năm một năm trước hay gì đó. Không nhớ tự rõ. nhiên là chắc Diệp Vũ đó, Diệp Vũ đó là người đó, người Bắc nó, người Bắc nó gần người tổ Ngọc Quyền nó năm tới một cây số gì à, nó xuống đó là nó tìm Ngọc Quyền mà không biết chuyện gì, nghe nói là chị Út Tâm nó kêu nó đi tìm Ngọc Quyền mướn nó 1.000 đô đó, rồi nó tới đó nó thấy Ngọc Quyền nhưng mà đứng nó quay ở ngoài trước tao, nó tính đâu có vô đó, không có vô đó, nó quay là thấy em Ngọc Quyền à, lúc trước là em Ngọc Quyền thì ngồi nó nói là ngồi ở ngoài hành lang đồ rồi quay coi, lúc trước em Ngọc Quyền còn cũng như là mấy năm trước còn hơi là vất vả đó, ngồi cứ live stream vậy đó đó, rồi nó quay rồi nó gửi những cái hình ảnh vệ chỉ đồ là hết áo số điện thoại đồ cho chị Út Tâm á, chị Út Tâm là không chấp nhận, không liên lạc với thằng Diệp Vũ này, nó cũng như bác bỏ Như cái vụ cũng này lâu nghe nó rồi, cái vụ này như em có nghe lâu à, rồi. năm 2020 á, cũng 2 năm hay gì đó đó, là bắt đầu là thì nó đi 3 thằng là nó xuống là đi xe gắn máy là nó bị công an giao thông bắt,
gần Tết đó là lái xe luôn rồi đồ ấy, xong rồi chị ông Thủy Quang mới cho nó thằng thằng Lạc Phong á mới đăng cái những đăng cái clip đó lên á là nháy ông Thủy Quang mới thấy gì, ông Thủy Quang cho nó 1.000 đô, cho nó 1.000 đô đó. Mà tụi nó thì tụi em cũng anh thấy thắc mắc cái chỗ này nè, có Diễm My không á mà tụi nó tìm không ra, mà tự nhiên nhà của người này người nọ nó tìm có một đúng mình ra không? Nè, Trời ơi có những nó hay thì có em nha. em thắc mắc dữ dằn lắm, tao bắt vụ Diễm My dữ lắm nhưng mà mình không có dám nói, À, tại sao không ngộ dám vậy nói chưa, gì. chẳng hạn như nhà nhà của Bùi cô Trân Ngọc Linh á ở ngoài Nha Trang, tụi nó tìm ra gia Đúng đình rồi, luôn nè, nhà mà cũng tìm ra nó tìm đó, ra chỉ hết có á, nhà chỉ có là nhà ông Thắng thôi mà là nó tìm không ra nó thôi, tìm không nhà ra. ông Thắng nó tìm không ra. Nhà ông Thắng địa chỉ nào em quên rồi, đâu anh đọc anh nhớ Cái gì không? 15 đường Bình Hòa A vậy đó. Bình Hưng Hòa phải không? À, Bình Hưng Hòa đó, nhưng mà nó tìm địa hoài chỉ tìm đó không ra. tìm không ra đó, tìm không ra Diễm Không, mà tụi nó hay nha, My nhà ai nó cũng tìm được hết nha, mà chỉ đặc biệt chỗ tìm nhiều Diễm My nó tìm không ra. à, nó lên nó đổ thừa bên mình là giấu Diễm My đó, là đời ha, nó là mình cũng suy nghĩ mình nghĩ Chứ là đời. anh cứ để ý đời xưa, và có nhiều đứa nó tới nhà nó hăm dọa đó, nó tới nhà luôn, giống như nhà nhà của Toán Dạ Trần cũng tới nó chém luôn mà, đúng rồi, nhưng mà tụi nó nhà cô tìm Lan đó, nó cô tìm Lan ra cái hết. thằng tắm tôi cao á, tôi Đấy, cao nó tới nó móc cái thẻ đảng cái gì, giấy cái giấy chứng minh nhân dân mà nó cho là thẻ em đảng không. dạ rồi em nghĩ nó mắc cười, em nhìn cái khúc đó mà em cười nung ruột luôn Nó, nhưng mà thật thật sự ra mình, thí dụ mình là người trong đảng, mình cũng không lợi dụng đảng để mình đi hù người ta đâu anh. đúng rồi, ai làm gì thì chỉ có thằng thằng cáo nó làm thôi, Đây, chắc nó không phải trong đảng thiệt đâu, nó hù á, nhưng mà làm như là bị vi phạm tội rồi, lợi dụng đó. nó cũng có cũng nó làm trong ngành đó nhưng mà nó nghỉ rồi, nhưng cái thẻ đó là không phải. Em nghĩ rồi, em nhìn nó mắc cười, em nhìn nó nhớ lại cái phút đó em mắc cười, đi với Nguyễn Quyển á với thằng nào quá này rồi nó mắc cười. Lúc đó có thằng Nhưng Sang. mà cái nó lạ Có thằng Sang nữa, thằng phải Sang. sang sang quá không, có đó Thằng thằng Sang, sang cái gì phải thằng không. Sang đó. Cái thằng đó là nó ghép hình em vô cái tấm hình mà em cầm cái gì ta, cái nút bạc đó, nó ghép hình vô đó để nó nói xấu á. Sang quẻn đi Rồi Sang Nguyễn đó. bây giờ nó cũng quay ngang là cũng về thì ngang mấy tháng rồi bắt đầu nó quay ngang lại nó chửi nữa rồi. Cái này vô quên ơi, nói giờ ghê lắm. Còn ví dụ mà 50 người anh thấy không, thì mình mạng thì giờ chú được kêu cũng ví dụ 50 người thế, chủ 50 người rõ ràng cái gì, bằng chứng rõ ràng như vậy mà toàn là bỏ lọt tội phạm không là sao được, đâu có được. Thử là một một bà Châu Vinh quá đó, thử ở trong quá ví dụ mình nói là cái vụ 50 cung độ thì mình không biết 50 là bao nhiêu người, là cái người phạm tội là xử là trong quân quá thì xử bả rồi, còn cái người cầm đầu là ông Võ Văn Thắng đâu có xử, là Thì cái này thì bỏ luật tội phạm là đúng đúng rồi, rồi. các thầy nói là đúng, các thầy nói là đúng, bỏ luật tội phạm là đúng đó. Nhưng mà có cái chỗ này nè, cái đơn mà mình kiện 50 con đồ đó, mình đâu có biết bà Châu Vinh Hóa là ai đâu, mà tự nhiên họ đưa cái Châu Vinh Hóa ra ha. Tại lúc đó là không ai Dạ biết tên đúng tuổi của bả là người, cái người nào hết á. đúng rồi, Mà tự nhiên đâu thì là kiện tên là nó xuất hiện. vụ vụ 50 cung À, đồ kiện là đó. kiện ông Thắng, nhưng mà tự nhiên đâu có bà đã xuất À hiện để bà đúng nhận rồi, tội. ký ông Thắng rồi. Nó lạ chỗ đó đó. Tại lúc lúc đó đó là mấy thầy không hề biết bà đó là tên gì, không biết quê quán ở đâu hết. Mà tự nhiên đùng cái kiện nó lòi ra là ở đây ở đó, mà cũng cái kế bên nhà ông Thắng luôn, Bình Hưng Hòa A luôn. Thì em nói anh là đã thì nói là biết ông Thắng ổng là Sắp xếp muốn luôn. tay rồi. À ổng muốn tay rồi. À, cái người cầm đầu rõ ràng đó. Mà tại sao không xử? Đưa đưa bà này ra Thì gánh. mỗi loại ra mỗi loại tội phạm là đúng rồi, 100% như đâu mà sai đó, mà tại sao mà bao nhiêu năm nay đó, bao nhiêu năm nay rồi bắt đầu ở thầy Diệu Quyên là bị hại, bây giờ thành là bị cáo, mình thấy nó vô lý, khán giả thấy nó vô lý gì nữa mà mình thấy là tức đó, là mình em ước thì em có một cái phép thôi, phép màu thôi, em cho những người này nó câm thôi chứ không cần gì, mình không làm mát, mình cho câm hết, cho câm hết, không có nói Dạo chuyện này được. nó chửi nữa hả? Thì những cái kênh kia thôi lên nó cũng bốc phốt vậy đó anh, rồi bốc phốt thì an thì nó cũng giờ nó dài vô cái vụ
tiền bạc gì đó. Giờ thì đã mình biết rồi, mình biết bây giờ nó đang gài vô, bây giờ nó đâu có tội, đâu nó đọc giờ bên trong gia đình thì em thì bây giờ người ta đâu có gì nữa đâu, giờ thì bị nó cũng dẫn dài vô tội này tội kia vậy anh. Thì nó tội này nó ác lắm, lương tâm nó là không có anh ơi, dữ dằn em mà bức xúc. Đâu có gì đâu, nghĩ đâu có gì đâu, nó đâu có gì đâu, đơn giản thôi. Ví dụ 50 người đầu tiên là ví dụ xử đúng người đúng tội rồi, cái chuyện đó là êm xuôi rồi, đâu có gì. Ví dụ xử vụ 50 người rồi, ví dụ xử vụ 50 người đi là mới đầu êm xuôi rồi, rồi đâu có vụ xảy ra của Diễm My mà lên là bị công an là bắt cóc gì gửi cho gia đình ông Thắng, đúng không? Sử dụng 5 người im đi, sử dụng bao nhiêu ông Thắng không đành tội. Trong khi đó mấy thầy cũng mất hết cả 305 triệu, cái đâu phải ít. Dạ, ví dụ ông Thắng cũng bị tội gì á, ví dụ tì nặng hay nhẹ là mình xử ổng theo đúng pháp luật đó. Đó, rồi xong rồi ví dụ là Diễm My thì trả gì cho ông cũng vẫn bình thường đó. Ví dụ Diễm My muốn tu hôm nay thì tu cũng tu thôi, mình trả gì Diễm My cho vợ chồng ổng đó, thì đâu có gì, bình thường thôi đó. Là cuối cùng mới là không xử rồi, tự mà trong bên quá bắt đầu là xảy ra cái chuyện là đưa Diễm My lên là đoàn công an bắt đầu mời lên nó, mà tôi cốt Diễm My lên đó mà mấy tiếng hồ mất tích là Diễm My lên clip, Diễm My nói rõ ràng là công an là bắt tóc đó, mà tại sao không tìm Diễm My ta rã 2 năm nay cũng đồng mạng đó. Diễm My nói là bắt tóc, tố cáo là công an họ tố cáo là công an huyện Đức Hòa, rõ ràng vậy luôn. Gặp em làm công an mà tố cáo em cô đó là em đi tìm, là em đăng báo lên đi tìm hết cáo chứ đâu có để yên gì anh. Mà mình suy nghĩ là tại sao mình không đi tìm, nữa mình có một cái vết sẹo gì rồi đó, Diễm My nó đúng tim rồi, nó đâu có dám bởi vì tại sao là cấp cao không vào cuộc mà để là giải quyết vụ này, em thấy nó cũng lạ quá anh. Tỉnh Long An cũng vậy luôn, công an là điều tra tỉnh Long An cũng vậy, cũng im luôn, bạc tin luôn. Đó, vợ chồng Thắng thì lúc trước là từ con trên clip của Lực Tư Vũ đó, nó từ con, nó từ con rõ ràng luôn, rồi qua bên tới là bà Hằng thì nói là thương con, nó nhớ con, anh thấy không? Cái đạo đức giả rõ ràng không? Cái đạo đức giả rõ ràng. Clip của Lực Tiên Vũ thì nói từ con rõ ràng luôn đó. Còn cái clip của là lên bàn nói là yêu mình nhớ con thương con đó. Trong phiên tòa thì là nói khác nữa, trong phiên tòa thì nói là nhờ là công an cơ quan là kiếm giùm con đó, thấy. Rồi sao vợ chồng cái kết luận là anh nghĩ coi ông bà có biết Diễm My ở đâu không? Em nghĩ biết chứ sao không biết, làm gì không biết, biết rõ luôn ấy chứ, cho nên dạ, nó mới êm cái này ru là vậy một chứ. Cái một dạ một cái tung một cái tin là tung quả đưa mù lên quá. là đúng rồi, cho là cả cộng đồng mạng mình là đánh dư luận, là đánh dư luận chơi vậy đó, có nhiều nhiều hướng nhiều hướng nhiều chiều đó, để mình là cho trên đây là bắt đầu là phân tích chuyện này chuyện kia. Anh nghĩ sao, khán giả nghĩ sao? Tại vì em nghĩ là ổng mua chuộc công an hết rồi. Ví dụ là những cái người là ổng quen biết công an nước Hòa, tỉnh Long An hay gì, ổng quen biết, ổng mua chuộc rồi. Ổng tung bỏ mù lên vậy thôi, chứ gọi là cái phiên tòa anh thấy ổng vô, ổng ngồi, vợ chồng ổng ngồi làm nhưng mà cũng như vô nhà ổng ngồi vậy, ngồi ở nhà ổng chơi vậy thôi. Chứ ổng là đâu có cái gì đâu. Lên trả lời em thấy không? Bà Mai á, bà nói là bà trả lời một câu á, đụng chạm á, là những cái người mà người ta thấy là rất là tự ái, nó không đám đám từ Nga, mình thấy một câu mà nói của bà Mai đúng là con người là quá là vô đạo đức, quá mất nhân cách. Bà hận dữ lắm á, nhưng mà không biết tại sao hận nữa. Con của bà đâu đâu mà thì em đâu có giữ đâu, sao bà hận dữ vậy trời. Đúng rồi, ai bắt cóc con bà công an huyện Đức Hòa, ông gì công an gì, Trần Quốc Thắng. Trần Quốc Thắng ông Trần Quốc Thắng á, bắt cóc con bà đưa cho vợ chồng bà. Cái ai có cóc con bả mà có đổ thừa là cái đám Việt Nam. Bà nói cái câu là nghe, rồi em nghe đó tự nhiên em nổi chung máu lên luôn á. Anh xem cái tòa mà vợ chồng nên nói là
là cái đầu của chú được chư là Đặng Đình Mạnh hay gì đúng không ạ? Chú Đặng Đình Mạnh là ông mới nói là chị không có chị cũng như xúc phạm với Thiện Am vậy đó. Đó. Rồi vô phương rồi nói cái câu thì mình nghe mình một con người là giám đốc đúng không anh? À, bả vợ chồng bả là giám đốc của một Bà là giám đốc thì công ông không có ổng tên của bà. ty, công ty nhỏ thôi, nhưng mà mình đâu có mà những dùng những cái lời lẽ như vậy rồi. Thì Trời đó ơi, thì mình phải giám đốc cái làm vấn gì? vấn đề cho đó là hai bà có hai công ty Cửu Long á, nhỏ xíu à, nhưng mà không biết tại sao À, tiền ở đâu mà bung, vô phải có như người đứng quá. sau lưng. À. Thì đúng rồi, em nói anh á, làm công ty nào á, cũng có người chống lưng hết anh. Ở quen công an, ở quen là quen nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều 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 người lắm. Em tại em có làm công ty, em có làm trong công ty em biết. Ông giám đốc đó là phải, một chủ công ty phải quen là, ví dụ là, ví dụ anh làm ở là quận quận nhất đúng không? Anh phải quen là công an ở quận nhất đó, là người cấp cao. Đó. Anh cho tiền người ta là anh quen là phòng cháy chữa cháy, là anh quen là bên thế bên đồ hết. Đó. Anh phải quen hết. Đó, nhưng mà ví dụ người ta có chịu ăn hay không? Ví dụ người ta trung thành hay người ta không ăn? Ví dụ có gì mình kiểm tra xuống là người ta điện thoại trước cho mình. Đó là một cái công nhân sắp xếp. Đó. Rồi là chúng kiểm tra là nó an toàn rồi. Đó. Thì cái cũng nhiều vụ đó là chữa cháy, còn cái chữa cháy thì nó cũng xảy ra vụ đó đó anh. Nó cũng ăn, nó mình nói thì cũng ăn xong rồi, còn cái chữa cháy là không không hợp tình hợp lý đó, rồi xảy ra điện đài rồi đủ thứ, rồi đủ thứ anh ơi, coi vậy đó. Ông Thắng này với bà Mai thì lúc trước là anh nói là cái vụ mà ông Nguyễn Bằng Cải đúng không? Thì em nghĩ là ông Thắng này ông quen rồi, không có quen á, không có quen, không có quen Nguyễn Hoàng Khải này. Rồi về ông về Tân Phú với là quận Bình Tân thì nó sắp bên nói chứ đâu đâu có xa. Rồi nó nhiều cái tình tiết lắm, coi vậy chứ là theo dõi câu chuyện Thiên Am này mình biết là cái cấu kết là nhỏ nhặt cái Rồi gì cái nó ghê lắm. hôm giờ bên công an có đưa ra cái vụ mà truy tố lừa đảo gì vậy chứ anh? Chắc họ có lên kế hoạch gì nữa không? Chưa, là em theo dõi là em chưa có thấy gì, cũng như là Chỉ thấy là là báo đăng thôi, chứ báo đăng chỉ em là truy tố, bắt đầu cái truy tố thôi mà giờ cũng im ru rồi phải không? là nó nói vậy thôi chứ chưa chưa có, nên thì chú được chứ cũng nên nói là không có thôi. Đó. Thì là cũng không có thôi chứ không có gì, Thì giống như đăng lên nhưng để mà mà trấn an dư luận thôi chứ gì. mình sợ thì bây giờ những cái thanh niên Thiện Am, mỗi giờ Thiện Am trong nước trước thì mình cũng im đi, mình thôi giờ mình đừng có là bóc phốt gì với nhau đó, mình bỏ đi, giờ mình lo mình chống những cái thế lực thù địch nè. Những cái người mà đang hại Thiện Am, hãm hại nè, nó nói xấu rồi nó yêu họ nè. Rồi mình đưa những bằng chứng 50 cung đồ với những bằng chứng diễm my, thì tất cả những bằng chứng là với đừng có quên lãng cái vụ của mà cô Trương Ngọc Trân nha. Đó. Đó. Nhiều vụ Thì lắm, vụ cô Trương nhiều Ngọc vụ lắm. Trân quan trọng lắm nha, mình phải lấy lại công bằng cho cô Trương Ngọc Trân. Tất cả là những phụ nữ trong nước và ngoài nước, mình phải lên án những cái bằng chứng đó là hãm hại cô Trương Ngọc Trân á. Đó, mình phải lên án, mình cứ để là cho nó là lắng đọng luôn. Anh thấy không, lực tự chủ nó có một cái lực chống lưng quá mạnh không, nghĩ quá mạnh, ngày ngày nó cũng lên mạng rồi, nó biên xấu tất cả, nói này nói kia, cái lực chưa quy lóc Ngày nào nó cũng làm một có câu chuyện lên nó là hoài à. đúng rồi. Em nghĩ mà mình là một người người luật sư, mình đâu có làm như vậy được, mà tự nhiên những khán giả Thì bên đó anh mà không có nghe thằng mình mới giờ lại chửi chữ luật sư vlog hả? Nói đi học luật sư mà lên ăn tiền YouTube đó. dạ mình thấy không, những khán giả bên đó cũng người cũng nhiều người cũng doanh nhân giàu có và không có hả đó. Nhưng mà tại sao nghe lời những cái thành phần đó làm luật sư mà lên là vu khống chà đạp người ta mà cũng nghe ủng hộ, rồi thấy rất là mình thấy nó ô nhục cho cái ngành của luật sư. Mình thấy thì những thành phần này nó quá là xấu xa.
Thấy rất là tội. Anh thấy không, về cái vụ của bà Tư còn muốn phải hăm dọa là cô chú luật sư, hăm dọa đồng luật sư đang bảo vệ đàn em, những cái cô chú luật sư, những anh chị luật sư là đang là giúp đỡ pháp lý cho tiền em. Bả hăm dọa mà bả làm cái gì, bả có quyền gì, bả là có quyền gì, bả đâu phải là công an hay là điều tra gì đâu mà bả có quyền gì bả hăm dọa. Bà chỉ có mối quan hệ thôi, mối quen biết thôi. Bả làm gì bả hăm dọa, mà cô chú luật sư thì người ta làm đúng pháp luật, người ta đâu có sợ. Đó. Những cái chứng cứ, những bằng chứng bả đưa lên bả nói thì người ta lưu đợi, người ta làm gì bằng, lập gì bằng đúng theo luật pháp anh, đúng không? Lập gì bằng đúng luật pháp rồi ta thưa bả thôi. Đó, thưa bả đó chứ đừng có nói bả nói chuyện bả giỡn. Đó. Cái clip hồi nãy em đưa cho anh là cái clip Mình thưa là một mà cái chuyện, thằng nhưng mà là có giải gì, quyết đơn hay không nữa. dạ đúng rồi, nhưng mà cô chú luật sư này thì mình em tin là cái mấy cái vụ này thì phải giải quyết, nhưng mà Giống như cái vụ có trời thằng trong vụ thằng thiệt anh, thằng 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 cáo đó cũng nặng lắm, nhưng mà thì Nam thương cũng đâu giải quyết đơn đâu. em nói anh tiền em thì đưa lên tới đâu là người ta là như bác bỏ lên anh. Em nghĩ sao nó lạ đòi cái đất nước mình sao nó không có là không có là công bằng như vậy, nên mình tức, mình sống trong một cái đất nước Việt Nam pháp luật là công tâm, mà tại sao mình thấy là gia đình Việt Nam đưa đơn tới đâu rồi tự nhiên bác bỏ ra. Nhưng mà bên kia mà kiện bên đây, cái là họ xử liền giống như vụ Tuấn Đúng rồi, Trần á. đúng. Bên những người kia kiện Việt Nam thì người ta là đơn người ta làm lẻ, nhiều khi người ta làm thêm nữa chứ không phải lẻ, người ta làm thêm rất là bất công cho chị Nga. Hồi nãy anh đưa em đưa cái clip của anh đưa cho anh nghe là cái thằng là gì, Diệt Dũng á, Diệt Dũng thằng đó nó cũng hăm dọa là em một quyền đó, là cũng kêu cô Tư còn muối là uy hiếp em một quyền. Hình như là cái này là mới anh ơi, cái đoạn này là mới, Mới hả? đoạn này là mới. Làm cho khán giả nghe hả? À, anh mở cho khán giả nghe. Tức là cũng muốn bà cơ bà Tư Anh thì thấy chơi không? luôn Ngọc Quyền hả? Đúng rồi. Anh thấy không, có thấy lực của bà Tư khán giả đấy không? Mạnh là thằng thằng Diệt Vũ này nó mới là nó mới dám lên tiếng mạnh mẽ gì. Thì thằng này nó nhận tiền tiếp ra 1.000. Giờ anh nói là cái người nào mà bị được một ngày trả 1.000 đô, anh Việt Việt Hà hả? Vũ Diệt Việt Vũ hả? Diệt Việt Vũ. Vũ chị Phan cho 1.000 đô, là trước là chị Tâm là nói gì Vũ ra hướng 1.000 đô ra là kiếm địa chỉ nhà em một quyền đó, cuối cùng nó bị là công an là bắt lấy xe lấy đồ đó rồi nó mới mượn ra 10 triệu vay gì đó tiền tốt gì đó, than là ông nó mới đưa lên clip đó lên, rồi cũng chị Phan thấy cũng cho 1.000 đô chính miệng vậy. Dũng nó để cái clip đó là em cắt em gửi qua cho anh, gửi suốt là mai mốt gì hôm nay mình chia sẻ tiếp đó. Thấy không, rồi những người này là nó nhận ông Thủy Phan mình nói thì ông làm từ thiện thì mình giúp các thứ Việt Nam, giúp người Việt thì mình thấy rất quý rất trân trọng đó, cái tấm lòng của ông giúp những xe cứu hỏa là cái đó là điều đó là rất tốt anh đó, giúp xe cứu hỏa là cái chuyện đó là rất tốt, là cứu giúp cả đất nước Việt Nam mình rất tốt, nhưng mà ông gửi tiền về cho những youtuber để hãm hại Việt Nam là mình thấy cái điều đó là mình thấy là không không có tốt đó. Như ông đang là giúp sức cho những thành phần là nó xấu, những thành phần xấu nó đưa đưa lên nó đưa bôi nhọ danh dự là những người tốt trong gia đình, Ông thấy cũng rất là tiền bất nhiều công. quá, ông không biết làm gì đi cho mấy người đó ăn cũng vậy, nhiều khi nó giả dối Mà nữa mình em đâu nghĩ biết ổng, được. em nghĩ không phải ổng, em nghĩ là có người nào nữa là cũng như là kích tướng ổng, nghĩ chắc cũng có là cũng như là nói này nói kia
góp ý với ổng làm luôn, Thì cũng nhưng có các người nào anh đứng cũng sau phải lưng á, tính mà giống như bà Hằng cũng là vậy thôi, bà lên mạng bà nói cũng phải có người đứng sau lưng như chỉ bà, chứ mấy cái thông tin bà Hằng cũng đâu vậy. nắm nắm hết được, phải có người ra Mà ra bài cho bà đâu bà có biết, bà đâu có biết gì tiền ăn đâu anh. đó, thì có người ra bài cho bà đó. À, bà lên bà nói thì những luật sư giúp sức cho bà. Mà bây giờ cái vụ của bà thì bây giờ là cứ vậy hoài, là chưa có ra xử, cứ vậy rồi cho bà ở trong đó hoài, không có không. Còn nhiều chứng cứ là thu thập hay gì đó, anh nghĩ còn nhiều chứng cứ Đang thu điều thập. tra gì nữa. À, chưa có quyết định. Mình thấy thì mình nghĩ lại thì mình thấy cũng là tội người phụ nữ nó, nhưng mà phải quá đáng, Mà em phải thấy quá đáng thấy mới dù sao cũng tội nhất là Diễm My, nó cái tuổi là tuổi tuổi mới lớn mà nó không được tự do. được rồi. Diễm My càng thương nữa, nhắc tới Diễm My càng thương, Tội cho nó. có hai mấy tuổi mà sống trong một gia đình đâu phải nghèo đâu anh, một gia đình là giàu có, là gặp cái tuổi đó là người ta đang là vui vẻ hạnh phúc. Đó. Mà Ví giờ đi đâu dụ bị tuổi đó, nhốt đi đâu cũng không được hết. cái tuổi đó ví dụ ấy là người ta lập gia đình, ví dụ ấy là gia đình sớm người ta cũng lập gia đình rồi, ví dụ có tiền hay gì, ví dụ không học hành tới thì ví dụ là cũng làm, thì giống như có nói là làm cái gì ổng cũng chịu đó, cha mẹ cũng chịu, mà chỉ có đi tu, mà vô trong thiền am tu là ổng chịu thôi, không cho thôi. Tu ở đâu cũng được, không tu được thằng em. Nhưng À, mà Diễm My có nói thì là đi đi, đi làm. tu ngoài Vũng Tàu cũng đâu cho, đi ở ngoài Vũng Tàu gì đó. Thì tu chỗ khác mà tùy theo là cha mẹ quyết định đó. Còn là lấy chồng hay là làm giám đốc hay gì là làm cái gì ổng cho hết, ông bả cho hết. Như Diễm My làm cái gì là theo ý ông bả, là ông bả chịu hết. Mà hình như lúc trước ông bả cũng ra 1 tỷ, ai tìm được Diễm My ông tặng 1 tỷ Đúng rồi, cái đó là trên list của bàn đúng không, phải không? Sao sao tới giờ của tôi cái không kia ai chứ chịu đi mà. nhận 1 tỷ vậy trời? À, đúng rồi, không ai nhận 1 tỷ mà đi 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 tìm Diễm My hết đó, nhận 1 tỷ đi tìm Diễm My. Có những cái thằng mà là YouTuber bên bên phe đối lập đó cũng đi nhận 1 tỷ đi tìm Diễm My đó, rồi ví dụ là cơ quan công an hay gì đó cũng nhận 1 tỷ đi, công an của huyện Đức Hòa rồi tránh công an phải nhận 1 tỷ đi tìm Diễm My. 1 tỷ lớn lắm chứ bộ, đâu Mấy phải năm nay, nhỏ. à đúng rồi, mấy năm nay là có nói gì đâu. Thì từ hồi mà ông Thắng mà Mai vô là phiên tòa phúc thẩm bắt đầu là lên là nói là nhà cơ quan công an rồi chính quyền rồi đi tìm Diễm My, này em nghĩ là cũng một cái chiêu trò nó sắp đặt sẵn anh ơi, nó cũng kêu ông Thắng mà Mai là vô nói vậy đó. Đó. Em nghĩ là anh nghĩ rồi, anh nhìn mà những cái cử chỉ bà Mai nói chuyện lúc nào ông Thắng à, bà Mai ổng bà cũng nhìn qua ông Thắng đó. Tất cả những cái clip em theo dõi, tất cả cái Ông clip ngoài em tòa dựng ở cũng phiên vậy đó. tòa, tất cả những cái clip mà bả ngồi nói chuyện trên kênh luật sư Vũ hay là những người phỏng vấn gì mà gặp bả như thế, là lúc nào bả cũng nhìn thấy ông Thắng, lúc nào cũng nhắc lớp anh đế, lúc nào cũng nhắc lớp. Nghĩ là bà Mai này bả bị ông Thắng là nắm một cái điểm nào rồi, Có thể. tôi nói thiệt luôn á, nắm một cái điểm nào của bà Mai rồi, bà Mai không dám chống cự rồi. Cho dù bà thương con bà là em nghĩ bà Mai là bà thương con bà chứ không phải thương đâu anh, bà thương đứt ruột luôn á. Nhưng mà bà cũng bị ông Em nghĩ Thắng thiệt, đánh 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 đập dữ lắm. đúng rồi, đã em nói là bị ông Thắng nắm mà cũng bí quyết nào rồi, nhưng mà mình không biết cái đó là cái gì đó. Em nghĩ thiệt, không có bà mẹ nào mà không thương con đâu anh, con mình đứt ruột đẻ ra đó Nhưng mà mà bà cũng bị ông Thắng cũng 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 có một số mẹ còn số ít thôi, còn không có thương con đâu, người ta có rất bỏ coi bỏ cái đó là con. kỷ lục. Nhưng mà em nghĩ em thấy bà Mai này á, em nghĩ em suy nghĩ rồi, bà Mai này không phải là thật báo thật, nhưng mà em nghĩ báo bị mộng ông Thắng, em cũng nghe nhiều người nói lắm, bà Mai này bà bị ông Thắng nắm một cái khuyết điểm nào rồi, bà không dám chống cự rồi. Có thể. Em anh có nghe lời Diễm My nói không, à, cha đánh mẹ mỗi lần ấy là đánh Có. rồi ném đồ rồi đó, khán giả cũng nghe cái Có, clip Diễm Diễm My My nói có chỉ là nói những ông Thắng đánh bà Mai mà. đó, mà bà đâu có dám chống cự rồi.
Tôi nghĩ là bà bị là ông Thắng này nắm một cái điểm rồi đó. Đây đó mà nơi nó còn có nhiều cái phức tạp lắm trong gia đình người ta, nhưng mà mình không có biết rằng, mình cũng nghe nói gì mà là những cái người ta lớn tuổi người ta nói đâu có sai đâu à. Nhưng mà ta nói như kia là mình cũng nghĩ là đúng, ta cũng theo dõi người ta biết có những người mà gần là quê của bà Mai á, cũng nắm rõ chứ đâu Thì phải người ta không biết, hy ta vọng cũng rõ sẽ cái vụ này sáng sớm ngày sáng tỏ cho rồi đi, chứ ai cũng mơ mơ mà hồ hồ đúng hết. rồi. Ơi, em cầu mong là cho Diễm My nó xuất hiện, nó còn sống mà nó chết gì là phải thấy xác, cái dù nó chết thì phải thấy xác, Thì làm cho xong mọi nó việc còn hết. sống nhưng mà nó còn sống thì phải thấy, Chết thì tìm thấy ra xác nó không, cũng sống xuất thì hiện phải thấy hình chứ. thì tại sao mà sao kỳ vậy, sao gì 2 năm mấy nay 2 năm nay là mà không thấy gì đâu Như là hổm giờ từ rồi hồi mà lên clip của bà Hằng á, nói là Diễm, có người gọi báo cáo cho thấy Diễm My đó, ta. từ đó tới giờ thấy ông bà Thắng im luôn, không nhắc gì tới Diễm My nữa hết. Tại sao cơ quan pháp luật là tự nhiên là những cái chuyện nó quan trọng mà tự nhiên bỏ qua hết? Rồi Không. bây giờ là vô phiên tòa phúc thẩm là bà Mai bà nói là mà bây giờ nhờ cơ quan công an là kiếm con hoặc Nhờ cái vô nữa. lý không? Nhưng nữa cái vô lý hơn nữa đó là lại có cái đơn gì đó, cái đơn vắng mặt của Diễm My nữa, sao kỳ vậy ta? Đúng rồi, cái đơn đó làm gì có, em nghĩ là mà ông là bên tòa là nói ra sao là ngộ à. Bên tòa nói là phải Đó. có chứ. Mà cái đơn nó có đưa ra đâu mà mình biết. Nhưng mà nó ngộ cái tự sao có đơn vắng mặt. Cái đó là một cái chiêu trò nó rõ ràng nữa. Cái này chỉ có là tiện ta nói là bộ lạc Long An đúng không? Mình suy nghĩ nó rất là cái chuyện nó rất là phi lý như ý. Dài dòng quá Nhưng mà hồi khác hồi qua em chia sẻ kênh anh thì có cái chị Kim Lê ấy, cũng như bình luận ha. nói cái vụ tiền từ thiện, em nói thì em đọc từ sẵn đây em nói chị Kim Lê nè, có nghe em nói nè, không phải là em quy chụp ai em nói ai hết, mà em nói giờ mình đừng có lấy tên của năm chú tiểu mà mình nên quyên góp tiền từ thiện đó, là bây giờ trong Tiền An người ta khổ lắm đó, là có chuyện gì là tụi nó là nó quy chụp, cũng như luật sư Vũ là chị Thanh Trần có đăng pháp cộng đồng, luật sư Vũ là thu thập những chứng cứ là cũng như là tên trong nước ngoài nước, là cả trong ngoài nước đầu luôn, là tất cả các tên gốc Tiền An, coi như Tiền An là cũng như nói vụ là có tiền là quyên góp cho năm chú tiểu, là thằng Trương Vũ nó thu thập là nó gửi cho công an thôi, chứ là mình không nói là ai ai gây quỹ ai vậy đâu đó đó, thì em không nói là em không có nói với ai đâu á, bây giờ mình có tên Tiền An thì mình đừng có là gây quỹ hay là mình lập quỹ mình nói tên của Tiền An đó, thì thôi chứ đâu em đâu có nói gì đâu, thì em thấy chị Kim Lê bình luận em không trả lời đó, thì bữa nay em cũng nói cho nên Lục Lê thì chị Kim Lê cũng xem kỹ rồi đấy, em không dạy em nói sai, em nói anh không dạy em nói vu khống vu oan ai, em không nói thật đâu đó, em là anh của em là trong sáng, chị theo dõi kênh anh Lục Lê theo dõi em thì chị cũng biết, cũng như mình nói là vậy thôi chứ mình không có quy chụp Nói chung nói mình yêu ai, thương thằng em là phải như vậy. đúng Chứ rồi bây mình giờ thấy trong Tiền An nó đang truy khổ lắm, tố về cái tội lừa đảo mà, cho nên phải cẩn thận. đúng rồi mình thấy khổ, thì cái chị Thanh Trần luật sư thì ta đưa lên thì mình nói theo có đúng thì thôi chứ không có mà quy chụp ai, không có đổ thừa ai đâu, không có nói tên ai đâu thì chị cũng thông cảm, chị xem lại những cái tin nhắn hay những cái lời nói của em đi thì xem bên kênh của chị luật sư Thanh Trần chứ em không có mà ghét bỏ ai đâu, mình rất là yêu thương những người đang bảo vệ Tiền An, đó là một tấm lòng rồi rất quý, người ta bỏ công sức ra ta bảo vệ cho Tiền An chứ đâu phải khán giả mình còn sao tôn trọng anh Lộc Lê, khán giả là quan trọng, không có khán giả làm sao mình có kênh YouTube được, Đúng rồi. nó làm sao mình lên mình nói được, mình nói là ví dụ một người mới tới 2 người, 2 người mới tới là 4-5 ngàn người ta xem ví dụ vậy đó, mình ở chung khán giả mình đâu có nói dốc nói sạo được, còn những người nói dốc nói sạo thì cái đó là chuyện của người khác, thì nhiều khi á, em cũng nói luôn ví dụ Hoàng Sơn á, có đi những cái kênh YouTube á, là Hoàng Sơn bình luận ví dụ khán giả không thích hay là cái là không thích thì hay thích, ví dụ vô á, là Hoàng Sơn bình luận để Hoàng Sơn kiếm á, là khán giả đang về kênh Hoàng Sơn theo dõi ủng hộ đang có cái lượt view được xem á anh đó, chứ mình làm kênh YouTube mà kênh mình nhỏ mình không đi xem ai, mình không bình luận những kênh lớn thì đâu ai biết tới mình đó.
mà mới vô bình luận là mình nói thôi ủng hộ lên mình, ví dụ là mình vô bình luận thôi, còn ví dụ là mình đâu có nói gì đâu, ví dụ mà chứ cũng sợ là nhiều khi khán giả không biết là khán giả đưa hay là những kênh YouTube hay khán giả đưa mình lên top á, em cũng sợ vụ đó lắm. Em cũng đăng lên top cộng đồng đó thôi, thì đi là mình những cái kênh lớn là mình ủng hộ, kênh lớn thì nhiều khi khán giả nó nhiều anh, những kênh lớn khán giả nhiều tao mới biết tới tao mới ủng hộ, những kênh nhỏ thì mình cũng vẫn ủng hộ, nhưng mà thì mình khán giả có nhiêu đó mình vô mình thấy quen lắm rồi, những khán giả kênh lớn thì nhiều khi ta chưa biết đến mình á, ta ủng hộ chứ không phải gì đâu có gì đâu, thì vô bình luận thôi chứ đâu có gì đâu. Thì cũng sợ, nhiều cô cũng lo, cô nói nhiều cô nói thôi một cơ những cái kênh nào con ấy con gửi vô để sợ là khán giả cho con lên top. Nói không có gì đâu cô, có gì đâu con sống con thật tình con trung thành, con đâu có làm bậy làm bạ, con đâu có sợ đó, mình đâu có sợ gì vô gì đâu anh đó, nhiều người cũng thương ta nói vậy đó sợ đó, cái không gian mạng bây giờ bốc bốt lẫn nhau cái ghê lắm mình ơi, phải nói nặng lắm Cái gì họ cũng hốt được hết à, nặng lắm đúng rồi, đó. mà em hỗ trợ em sống mà em lương tâm của em thật tình em đâu có sợ trời. Cái clip nó cũng dài rồi, thôi mình anh em mình kết thúc đi, em cũng đừ quá, em về Dạ em ngủ thôi một giấc. thì mà em cũng cảm ơn anh Lộc Lê đã luôn yêu thương em thì đưa em lên chia sẻ, cũng cảm ơn là tất cả là cô chú chị em trong nước và nước đang theo dõi kênh Lộc Lê và theo dõi công ty Việt Nam, thì mình cũng xin chúc tất cả là luôn luôn dồi dào sức khỏe bình an và hạnh phúc, thì cả nhà cũng nhớ ủng hộ kênh anh Lộc Lê, thì ủng hộ cho kênh của Hoàng Sơn Vlog để Hoàng Sơn cũng có tiếng nói để bảo vệ cho gia đình Việt Nam, thì một lần nữa Hoàng Sơn cũng xin chúc tất cả là vui vẻ với bạn mình nha, thì chúc anh Ngọc Lê là sớm mình phục và khỏe mạnh nha. Yeah, cảm ơn anh, chắc ngày mai khỏe, nay ngủ được giấc nữa chắc ngày mai khỏe. Ok, cảm ơn anh, chúc anh ngủ ngon nha. Bye. Chào mai anh. Một lần nữa cũng cảm ơn anh Hoàng Sơn đã bỏ thời gian lên chia sẻ, thì cũng như là cảm ơn anh đã giúp em trong mấy ngày nay em bệnh em không có chia sẻ được nhiều, cái đầu óc của em nó cứ lưng đưng nó đừ đừ đừ, hiện tại bây giờ nó vẫn còn lừ đừ nè, tại vì có thể là thuốc nó chưa có rã hết. Chưa có đủ minh mẫn để mà nói chuyện, thì cũng may có anh Hoàng Sơn để mà hỗ trợ cái phần đó. Bệnh thì nói chung vô cái mùa bệnh này thì lúc nào cũng bệnh hết, các bạn cũng thông cảm nha, cái này là bệnh thiệt chứ không phải giả đâu. Một lần nữa cũng cảm ơn những cô chú, các cô chứ không có chú, đã nhắn tin để mà chia sẻ những bài thuốc và nhờ kêu uống cái này uống cái nọ đó, thì cảm ơn mấy cô rất 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 là nhiều lắm đã yêu thương em. Thôi anh cũng xin chấm dứt cái video tại đây, em về em ngủ một giấc, em ăn sáng xong em ngủ một giấc cái tới chiều cho nó khỏe, cứ thuốc nó vẫn còn, nó lừa đừ lắm các bạn. Thôi em xin hẹn các bạn vào clip ngày 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 mai nhé. Nhớ bấm like bấm share và đăng ký để ủng hộ em và anh Hoàng Sơn nhé, bye bye.